thưa quý vị và các bạn theo báo gia lai chiều ngày 18 tháng 7 câu lạc bộ thiện nguyện tâm đức huyện chư sê tỉnh gia lai đã tổ chức chuyến xe chở 6 tấn rau củ quả vào thành phố hồ chí minh nhằm hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 theo đó chỉ trong hai ngày triển khai vận động các mạnh thường quân nhà hảo tâm và người dân đã đóng góp với số tiền hơn 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí này câu lạc bộ thiện nguyện tâm đức đã mua 6 tấn loại rau củ quả các loại gồm bắp xú dưa leo mướp bí đao bơ, chuối, sau đó kịp thời đóng gói các mặt hàng nông sản để vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tấm lòng của nhân dân huyện Chư Sê đối với người dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.